À, xin chào các anh chị và tất cả các bạn. Tôi nói cuộc đời này ấy, những cái người đi vay ấy, luôn luôn là những người nằm dưới. Trong khi mình đi vay tiền, đúng không ạ? Mình đi vay tiền, mình là cái người tạo ra cái giá trị, tạo ra cái lợi nhuận cho người ta. Toàn bộ hệ thống ekip nhân viên của các công ty tài chính là nhờ khách hàng để mà sinh sống. Nhưng mà tụi nó lại coi mình là ông nội của người ta, coi những cái người nợ là con nợ, và không coi những cái người mà đang tạo ra cái giá trị, tạo ra cái đồng lương của mình là gì hết các anh chị. Nói chuyện rất bố láo. Từ cái đứa mà nó nghe tổng đài cho đến cái đứa thu hồi nợ cho đến cái đứa cho vay luôn, nó làm như ông nội người ta vậy. Chúng ta vay tiền, quan hệ rất rõ ràng, tao vay tiền của tụi mày là tao trả lãi. Chứ tao đâu có ăn không của tụi mày. Tụi mày cho tao vay, tụi mày lấy tiền cho tao vay, tụi mày ăn lãi cắt cổ rồi. Thế nào? Một tháng 60-70%. Các anh chị thấy không ạ? Chưa tính nào là phí thu hộ này, chưa tính nào là tiền bảo hiểm khoản vay này, tiền tất toán này, nó ăn đủ mọi loại, ăn trễ một ngày là tiền phạt quá hạn 150%. Các anh chị thấy không ạ? Rồi chậm một tí vài ngày thôi là khủng bố, đăng hình đăng ảnh gọi người thân tùm lum tùm la hết. Các anh chị thấy không ạ? Quan điểm rất rõ, tôi nói với anh chị tại sao tôi lại làm cái này trong vòng 2 năm nay và cho đến bây giờ tôi vẫn đang làm. Bởi vì tôi nhìn thấy cái vấn đề này các anh chị này. Công ty tài chính nó lập ra một hệ thống, một ekip từ cái đứa mà cò quắp, tôi gọi là cò đấy, cò cho vay, cho đến cái đứa sale, nhân viên kinh doanh, nhân viên sale, cho đến cái đứa thẩm định phone, cái đứa thẩm định nhà, cái đứa thu hồi nợ, cho đến cấp cao hơn là gì? Thằng nhân viên chính thức in-house, thằng trưởng phòng, đến thằng thằng phó giám đốc, rồi phó giám đốc kinh doanh, rồi phó giám đốc vận hành tùm lum, xong đến thằng giám đốc, rồi tổng tổng công ty. Toàn bộ một hệ thống ekip sống nhờ cái gì? Sống nhờ những khoản lãi suất cắt từ cổ của những người cho vay. Công ty tài chính, các anh chị thấy không? Công ty tài chính cho vay lãi suất kinh khủng anh chị. Trong khi quy định của luật của chúng ta là không được cho vay quá 20% một năm. Đây nó quất cho 60-70% mà lãi này tôi nói luôn này, lãi chết, chết đứng luôn. Bạn vay 50 triệu mỗi tháng trả gần 3 triệu trong vòng 36 tháng, trả lút chỉ từ đầu đến cuối. Nó bảo là có dư nợ trừ 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 lùi rồi, có dư nợ giảm dần rồi, các anh chị thấy không ạ? Dư nợ giảm dần, đi trả 10 tháng 20 tháng rồi đi trả còn nguyên gốc. Tôi nói thật sự anh chị, đi trả mười mấy tháng rồi còn nguyên gốc luôn. Bởi vì cái lúc thanh lý nó tính này, 5% phí thanh lý, bắt đóng thêm một tháng nữa, còn chưa nói đóng thêm phạt nếu mà chậm. Các anh chị thấy không ạ? Tôi nói cuộc đời ấy, có nhiều người bảo trời ơi Hùng ơi, sao mày đi đạp đổ chén cơm của những người thu hồi nợ? Canh thu hồi nợ, canh cứ đặt vào vị trí của người vay đi. Canh đặt vào vị trí của những người mà đang vay tiền, là cha, là mẹ, là anh, là chị của những người đó đi. Các anh chị sẽ thấy nó rút xương, rút xương, rút máu, rút từng tí một, rút từng tí một. Tôi nói thật sự, lâu lâu ấy, tôi nói thật với chị, lâu lâu tôi vẫn quên đi, tôi vẫn quên đi là tôi không muốn làm nữa. Tôi cũng không hiểu tôi làm vì sao. Và cái việc khi mà mỗi lần tôi quên đi, tôi sao nhãng đi, thì tôi nhớ lại rằng là cái ngày đầu tiên vì sao mình lại làm cái này, là bởi vì cái tôi đang nói đây. Tụi nó lập ra một cái ekip chỉ để đấu đấu với một khách hàng thôi, từ cái khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng, một cái ekip. Vậy thì tôi phải có mặt ở đây, tôi cũng có ekip của tôi chứ. Tôi nói với anh chị, tôi không có chê trách gì cả. Tôi biết cái việc vay mượn là cái việc mà người ta bảo ấy là giao dịch dân sự hai bên, nhưng mà chúng nó đang đục nước béo cò. Những công ty tài chính, nhất là cái bọn mà công ty tài chính và app đang đục nước béo cò, chúng nó lợi dụng thời điểm sa sút của người dân, lợi dụng ngân hàng nhà nước thắt chặt về cái vấn đề nợ xấu, không cho người dân vay khi bị nợ xấu, lợi dụng người dân không có tài sản, chúng nó mới tung ra những cái gói vay tín chấp, gói vay mà lãi cắt cổ 60% một năm, chịu sao được. Các anh chị thấy không ạ? Vay 100 triệu phải trả đến 160 triệu. Nhưng mà câu chuyện ở đây các anh chị thấy không? Tôi nói ví dụ anh chị vừa rồi năm lại năm tháng 4 ấy, tôi có vay, tôi cũng lên tôi vay 50 triệu thử thế nào. Trả xong các anh chị biết không? Mỗi tháng tôi trả 2.851.000. Các anh chị tính thế này. Tôi ví dụ như thằng 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 MC đi. Thằng MC Credit vay là 63 triệu, thực ra là có 60 triệu thôi. Nó nuốt mất 3 triệu hơn tiền bảo hiểm. Nuốt mất 3 triệu hơn tiền bảo hiểm, thực ra là 60 triệu nhưng mà tôi cho là 63 triệu đi. Nhưng mà vay được 60 triệu nhân cho 36 tháng, 36 tháng mà mỗi tháng là 2.953.000, nhân nhân cho 36 tháng đi, 2953
nhân cho 36, hết 106.308.000, tôi mới trừ cho 60 triệu. Ăn lãi mất 46 triệu, các anh chị thấy kinh khủng không? Rồi, bây giờ thêm một thằng nữa đi. Vay cũng 36 tháng, mỗi tháng 2.851.000, tôi nhân cho 36 tháng. Mất 102.636.000. Lãi gần như gần gấp đôi. Nhưng mà cái lãi này là đâu đâu có trừ cái gì đâu, tháng nào cũng đóng đều như vắt chanh luôn, đóng đến cuối đời luôn, đóng đến 36 tháng luôn. Các anh chị thấy không ạ? Nên là cái chế độ hút máu các anh chị không thể tưởng tượng được, quá kinh khủng. Người dân mình không có, người dân mình làm sao mà đủ tiếp cận những cái gói vay? Làm sao mà đủ tiếp cận những cái gói vay của nhà nước được? Gói vay chính sách đâu phải ai cũng tiếp cận được. Rồi các cái gói vay tôi nói luôn của ngân hàng nhà nước ở đâu tôi chả thấy ở đâu hết á. Ngân hàng là phải có thế chấp, tín chấp thì dựa trên thế chấp. Ngày xưa tôi đi vay một cái tài sản đất của tôi 550 triệu, sau đây nó mới kẹp cho tôi một cái thẻ các anh chị, thẻ thấu chi 100 triệu, xin lỗi cái thẻ đó xin lỗi luôn anh chị, rút tiền mặt là chết bà nội luôn. Tôi mới đi mua cái sẻ thẻ này về tôi rút này các anh chị này, cái pot ấy đó. Cái chuyện này thì hôm sau tôi sẽ nói sâu hơn về cái chuyện này. Tôi nói thật sự các anh chị, cái trải nghiệm của chúng ta mới chính là cái kiến thức không bao giờ nhớ được, không bao giờ quên được. Bản thân tôi trải nghiệm từ tôi ra luôn các anh chị, trải nghiệm từng tí một luôn, từ tôi ra luôn. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị một câu chuyện thế này, là cái thái độ có thể lãi cao hơn một chút nhưng cái thái độ nó phải đàng hoàng. Từ cái đứa nhân viên mà nghe máy trực đài thôi, nó nói chuyện với lại những người lớn tuổi 60-70 tuổi như là nói chuyện với con nít vậy á. Bản thân tôi gọi lên công ty tài chính, tôi nói thật sự với anh chị, nhiều đứa nó nói chuyện rất mắt dậy, nói chuyện giống ông nội người ta vậy đó. Công ty trả lương cho nó để nó làm cái việc đấy mà nó làm vợ đó. Còn mình trả lương cho công ty nó cơ mà, chúng ta là người trả lương cho chúng nó. Anh chị thấy không ạ? Đây cái quan hệ, một cái trao đổi ngang bằng. Mà chúng nó cứ lấy cái mác chủ nợ mà chúng nó này nọ, thà chúng nó bỏ tiền ra giống như anh em xã hội bên ngoài. Anh em xã hội cho vay tiền là cầm tiền tươi thất thật, chẹt đưa. Thì ok, mình đi vay tiền, ok được, mình là vế dưới. Đây công ty tài chính mà nó làm như ông nội người ta vậy. Anh chị thấy không ạ? Tôi còn rất là nhiều cái tôi muốn nói với anh chị, tôi còn nhiều cái chất chứa trong này lắm. Nhưng các anh chị cứ yên tâm đi. Mỗi lần mà tôi bận quá, tôi mà không có lên đây mà tôi ấy được, hoặc là các anh chị thấy có một thời gian nào đấy tôi chìm xuống đi, tôi hiền hẳn đi, thì đấy không phải tôi hiền đâu, tôi đang ngồi tôi coi đấy các anh chị. Mỗi lần mà tôi định nghỉ ấy các anh chị, mỗi lần tôi định nghỉ không làm kênh này nữa, thì tôi lại nghĩ đến cái ngày đầu tiên, là vì sao mình lại làm cái kênh này, vì sao mình lại ngồi đây. Đấy, và tôi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại bắt đầu tôi làm. Đến ngày hôm nay tôi suy nghĩ lại, hôm nay cuối tuần tôi suy nghĩ lại là vì sao tôi lại làm cái kênh này, là bởi vì chúng nó quá mất dạy, quá bố láo, quá hút máu các anh chị nhá. Nếu được, tôi nói với anh chị này, nếu được các anh chị đừng vay tiền của chúng nó nữa, đừng làm giàu cho chúng nó nữa các anh chị ạ. Đừng vay tiền của chúng nó, đừng làm giàu cho chúng nó. Còn vay tiền rồi các anh chị, mình phải chơi cái bài này này. Vay xong không có tiền trả đúng không, viết một lá đơn ném lên cho nó, còn nó không trả lời thì kệ mẹ nhà nó. Đúng pháp luật tụi mày phải trả lời cho tao. Tao với tụi mày là có một cái quan hệ về dân sự, có một cái hợp đồng. Nếu như một trong hai thằng mà không thực hiện đúng cái hợp đồng thì làm văn bản gửi cho thằng kia. Các anh chị có thấy nó không ạ? Bọn nó rất khôn, bọn nó luồn lách rất khôn. Khi mà chúng ta không trả được, nó gửi thông báo lần 1, thông báo lần 2, thông báo lần 3, thì tại sao các anh chị lại không gửi cho nó những cái thông báo đó? Nếu các anh chị không trả được, các anh chị cũng gửi thông báo lần 1, thông báo lần 2. Lần 1 là tao mắc ỉa này, lần 2 là tao mắc bị đái này, lần 3 là tao mắc đi chơi với bồ này, lần 4 là mẹ tao covid này, đi chơi nhiều có covid, tao đéo có tiền trả này. Đó, các anh chị cũng chơi như thế. Cho nó tức chết mẹ đi. Anh chị ạ. Tôi nói là tôi nói thật sự với chị, tính tôi nóng lắm. Nhưng mà bởi vì tính tôi nóng, ngang tàng như thế này này mới chơi được với tụi nó. Nhiều anh chị bảo tôi bố đời thì lại không phải đâu. Tôi tính tôi mà không thế này không bao giờ làm được đâu anh chị. Không phải bố đời. Nhiều anh chị bảo tôi nói chuyện với khách hàng mà nói chuyện với như con vậy, không phải anh chị. Tôi nói chuyện với anh chị nóng như thế đấy, tôi chửi anh chị như thế chỉ vì sao tôi muốn anh chị tỉnh táo lên. Tôi chửi các anh chị tôi cũng không được thêm một đồng nào đâu anh chị, không lấy được 1.000 nào của anh chị đâu, mà tôi chỉ lấy được sự căm thù, sự tức giận của anh chị. Nhưng tôi muốn cái căm thù tức giận đó anh chị nghĩ ngược lại rằng vì sao các anh chị gặp cái chuyện ngày hôm nay là vì tụi nó, vì mấy cái thằng cho vay rẻ rách ở trên mạng đó. Các anh chị hiểu không ạ? Tôi chỉ muốn truyền cho các anh chị cái đó thôi.
Chứ còn tôi chửi các anh chị, tôi được cái gì? Tôi la các anh chị, tôi được cái gì? Các anh chị phải đồng cảm với tôi chứ, các anh chị phải hiểu cho tôi chứ. Các anh chị bảo ừ ông Hùng này ông chửi, chửi đúng lắm. Chửi để chúng ta thông minh ra, chửi để chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta như thế nào và ai đang là cái người mà chúng ta đang cần đến, ai là cái người chúng ta cần phải đối phó. Các anh chị, có nhiều người bị tôi chửi xong tắt máy xong hôm sau lên mạng bóc phốt tôi. Bóc phốt tôi làm cái gì? Bóc cái gì đấy? Tôi làm, tôi nói thật với sự với anh chị, tôi làm với anh chị từ những thời điểm mà tôi nói thật sự. Các anh chị biết rồi, nắng mưa 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng tôi lăn lộn ở Sài Gòn, đi thủy triều đi qua xe chết máy. Tôi nói với các anh chị coi lại quá khứ của tôi, các anh chị phải khóc. Mãi sau này dịch tôi mới ngồi ở đây các anh chị. Dịch quá tôi không đi được tôi mới ngồi ở đây đấy, chứ còn không tôi còn đi nữa cơ anh chị ơi. Các anh chị chưa hiểu tôi đâu. Tôi sẽ đi, tôi sẽ làm cho tới. Riêng Hùng này đã làm là làm cho tới. Không làm thì thôi. Một là ngôi sao, hai là chẳng cái gì hết. Đừng có lóe một cái rồi tắt. Không. Anh chị ạ, tôi ngồi đây với anh chị, tôi sẽ cam kết ngồi với anh chị cả đời đấy. Chứ không phải như đôi ba thằng kia nó lên một vài clip xong nó tắt cái vụt. Không có đâu anh chị. Tôi ngồi đây, tôi đấu tranh, tôi phải làm bằng tới luôn các anh chị ạ. Làm bằng được. Làm là phải được. Tại sao có rất là nhiều kênh YouTube, TikTok cũng nói như tao, tôi còn nói hay lắm, tôi nói tôi nghe, tôi còn nghe lọt hết tai này tai kia luôn, tôi nghe hay lắm, nhưng tại sao các anh chị lại không tìm đến họ? Bởi vì họ không phải là dân thực chiến, họ không thể giúp anh chị được. Cái tác động của tôi là tác động nhiều chiều, vừa pháp luật, vừa giang hồ, mà vừa là lý luận, mà vừa là lý thuyết, mà vừa là thực hành, đa chiều. Chúng nó nhìn tôi chúng nó phải nể chứ, đâu phải như mấy cái thằng lên nói xong rồi núp bóng đâu. Không, tôi đi, tôi làm. Anh chị ạ, đến ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ lại những cái quan điểm của tôi. Tôi muốn nói để anh em thu hồi nợ, để những người cho vay thấy được cái bản chất thực sự của mình. Và tôi muốn nói cho anh chị em, những người đi vay thấy được bản chất của cái xã hội. Chúng ta là quan hệ cộng sinh. Chúng ta là quan hệ cộng sinh, cùng nhau đi lên. Đừng có vì đồng tiền mà đạp nhau đi xuống. Có nhiều người nó vì đồng tiền ghê lắm. Những cái người lừa đảo đấy, những người lừa đảo bảo chuyển tiền trước, những cái thằng đó rẻ rách, tôi không muốn nói nhiều nữa. Các anh chị ạ, đừng bao giờ chuyển tiền trước cho bất kỳ một cái thằng nào trên mạng mà các anh chị không biết nó là ai. Cái thứ hai nữa, các anh chị đừng bao giờ nghe bất kỳ một thằng nào nói ở trên mạng khi các anh chị không biết nó là ai. Hãy nghe mình, nghe những người mà các anh chị đáng tin cậy. Tôi không nói là tôi có đáng tin cậy hay không. Các anh chị cứ tự nghe và tự suy ngẫm, tự gạt gạt cái đục khơi trong. Các anh chị tìm những cái hay của tôi, các anh chị học. Các anh chị đừng học tôi chửi thề. Tôi là cái thằng chửi thề bố đời rồi. Các anh chị đừng học cái đó. Các anh chị học những cái kiến thức của tôi ở những video. Các anh chị chia sẻ cho tôi. Tôi nói luôn, ở Việt Nam này chỉ cần có 10 người như tôi, tôi dọn hết. Tôi dọn hết mấy cái thằng rác rưởi. Kết quả chỉ có một mình. Một mình, một mình các anh chị. Tôi hy vọng, tôi đã nói rồi, hy vọng tôi sẽ tìm được những người mà cộng sự với tôi, đồng minh với tôi. Tôi cần cái ý chí. Kiến thức thì tôi đầy trong đầu rồi. Tôi cần những người có nghị lực, ý chí. Cần những người ủng hộ thôi. Tôi cần các anh chị ủng hộ. Các anh chị không cần phải biết cái gì cả. Các anh chị chỉ cần ủng hộ thôi. Tôi đã có cái đầu này rồi. Kiến thức ở trong này rồi. Các anh chị ạ. À, người nhiều người bảo với tôi là anh Hùng ơi, tại sao bây giờ là anh đi làm ba cái này làm gì? Bảo tôi phải làm chứ. Người dân ở ngoài kia họ không biết gì. Tôi phải làm để cho người ta biết. Tôi phải truyền thông, tôi phải giới thiệu tất cả những thứ này cho người ta biết chứ. Khi mọi thứ mọi người đều biết rồi, chúng ta ngang hàng với nhau, chúng ta làm việc sẽ rất là dễ. Chứ một người không biết gì, một người thì quá giỏi, thì đúng là cá lớn nuốt cá bé rồi. Các anh chị ạ, tôi biết các anh chị không biết cái gì thì các anh chị mới tìm đến tôi. Có nhiều người bảo anh Hùng ơi, em sợ là em hỏi anh la em, bởi vì em không biết cái gì. Không biết thì em mới tìm đến anh, la cái gì. Cứ nói thoải mái. Nhưng các anh chị thấy là để mà tồn tại thì bạn phải vững các anh chị ạ. Để tồn tại chúng ta phải vững. Tôi muốn đi với anh chị lâu dài, tôi nói thật sự tôi cũng không thể uống nước lã mãi được. Nên là tôi mới đưa ra một cái số, đó là số 0833 014 014. Tôi thu phí. Tôi thu phí anh chị, nhưng anh chị có biết rằng là tôi thu phí anh chị để tôi trang trải những cái mà tôi đang cần. Từ cơ sở vật chất, từ đồng lương nhân viên, từ tất cả những cái quan hệ này nọ. Phải có, bắt buộc phải có. Các anh chị mỗi người bỏ ra một chút cho tôi. Tôi bỏ chất xám ra, tôi giúp anh chị. Chúng ta quan hệ cũng là quan hệ hỗ trợ nhau thôi, cộng sinh mà. Các anh chị bỏ tiền, tôi bỏ sức. Tôi có chất xám, các anh chị có tiền. Thế nào, chúng ta giúp nhau. Có nhiều anh chị chửi tôi chứ, bảo tại sao ông Hùng bữa nay nhìn cứ thu tiền là sao.
Các anh chị cứ muốn tôi uống nước lá cả đời ư? Cũng được thôi, nhưng mà tôi sẽ không tồn tại được lâu. Các anh chị ạ, à, tôi nói thật sự như thế. Và tôi cũng muốn nói với anh chị một vài điều thế này thôi. Tôi nói với anh chị, có thực thì mới vực được đạo. Có thực thì mới vực được đạo. Chứ còn các anh chị cứ muốn tôi gầy gò xanh xao như cái cảnh ngày xưa đi thì cũng đi được đôi ba bữa một tuần là tôi sập hầm. Tôi không làm được nữa. Đúng không? Tôi cũng có một đội ngũ, tôi muốn xây dựng một cái hệ thống nó lên. Bây giờ các anh chị thấy tôi hoành tráng hơn đúng không? Các anh chị thấy tôi ghê gớm hơn. Nghĩa là cái chỗ dựa cho anh chị sẽ tốt hơn. Anh chị yên tâm. Vẫn là cái câu nói nha, vẫn là cái câu nói. Tôi không bao giờ có sự thay đổi đâu. Nào, có chăng thì tôi sẽ thay đổi cái cơ chế một chút. Cơ chế vận hành anh chị, vận hành. Bởi vì bây giờ không phải như ngày xưa cứ đi vào trong rừng chặt cây đốn củi về mà ăn, nướng thịt mà ăn cũng có. Bây giờ nó khác lắm. Nên anh chị thông cảm. Có vấn đề gì anh chị vẫn cứ gọi cho tôi ưu tiên gọi thôi. Một là cái số 1900 4686, hai là 0833 014 014, hoặc anh chị có thể nhắn Zalo trực tiếp cho tôi. Thừa nhận Zalo thì lâu lâu là tôi không có thời gian check thì nhân viên tôi kiểm tra. Thế nào, cái số Zalo 0941615666. Cảm ơn anh chị, hy vọng được anh chị chia sẻ cái video này, rất mong muốn được anh chị chia sẻ thật nhiều vào để mọi người cùng biết, để mọi người cùng nắm. Một lần nữa cảm ơn và trân trọng anh chị. Chúc anh chị sức khỏe, có một buổi cuối tuần tuyệt vời cùng người thân và gia đình. Gia đình là số 1 anh chị nhé. Và thu nạp thêm kiến thức từ kênh của Triệu Quang Hùng CFO.